thị trường về thịt thương phẩm ấy, bản thân hợp tác xã anh cũng chưa đủ để cung cấp ra ngoài thị trường. Nên là khi mà bà con là muốn là đầu tư cũng như là chăn nuôi cày mốc này thì là giống như hợp tác xã của anh, cụ thể là bọn anh có những cái hợp đồng bao tiêu đầu ra có thời hạn là từ 5 năm cho đến 10 năm. Thì cụ thể là cái giai đoạn mà 5 năm đầu tiên, hiện tại là bên hợp tác xã anh đã bao tiêu cho bà con là đang dao động là từ 1,8 triệu cho đến 2 triệu đồng trên một cân. Xin chào toàn thể bà con đã quay trở lại kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Trong vài năm trở lại đây thì từ sau đợt dịch Covid thì nền kinh tế đã bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Và cái lĩnh vực là chăn nuôi động vật thì nói chung thì như bà con thì bị ảnh hưởng cũng như là dẫn tới cái tình trạng là phá sản. Thì bên cạnh đó thì cái lĩnh vực là chăn nuôi các dòng động vật hoang dã ngược lại hoàn toàn, gần như là không bị ảnh hưởng gì cũng như là phát triển rất là mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây. Thì điển hình như là hợp tác xã của anh Dũng, trong vài năm trở lại đây thì anh phát triển rất là mạnh mẽ cũng như là đã lan ra trên toàn quốc ạ. Xin chào anh ạ. Anh chào em. Tôi xin phép giới thiệu, tôi tên là Dũng, là chủ của hợp tác xã chăn nuôi con cày vảy mốc. Cụ thể đây là một mô hình chăn nuôi điển hình của hợp tác xã tôi, là có địa chỉ tại là xã Bắc Sơn, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai. Quý bà con là muốn tìm hiểu cũng như là đầu tư chăn nuôi con cày vảy mốc này có thể liên hệ trực tiếp với tôi hoặc qua trực tiếp các mô hình chăn nuôi của hợp tác xã tôi. Tôi sẵn sàng chia sẻ tất cả những kinh nghiệm của tôi đã có về chăn nuôi con cày vảy mốc này đến quý bà con. Vậy thì qua nhiều năm chăn nuôi thì anh Dũng nhận thấy là cái con chuột mốc này có ưu điểm gì để mà mình quyết định phát triển cũng như là lan rộng ra toàn quốc như vậy ạ? Thì là nhân tiện đây thì anh cũng sẽ chia sẻ cụ thể với em cũng như là quý bà con ấy. Thì là như thời điểm lúc đầu ấy thì là bản thân anh là một người rất là trẻ tuổi, nhưng mà anh lại rất là đam mê cũng như là mình khát khao muốn làm giàu và phát triển kinh tế của bản thân mình từ mô hình chăn nuôi. Nhưng mà như với thời điểm lúc đầu ấy, thì là anh cảm nhận thấy là cái ngành chăn nuôi những cái con động vật thông thường ở Việt Nam mình thì là nó tiềm ẩn rất nhiều những cái rủi ro. Thứ nhất ấy, là cái chi phí thức ăn để là đầu tư chăn nuôi những cái con vật truyền thống ấy, thì nó cũng rất là lớn. Và cái chi phí để mà đầu tư làm chuồng trại nó cũng rất là cao. Và ngoài ra trong cái quá trình chăn nuôi ấy, thì là nó tiềm ẩn rất nhiều những cái dịch bệnh cũng như là rủi ro. Và khi mình đã chăn nuôi thành công rồi thì cái giá cả thịt thương phẩm ngoài thị trường nó cũng không được ổn định. Nên là sau những cái trăn trở đấy thì là anh đã quyết định là mình sẽ tìm hiểu sang cái phân khúc là những cái con thú rừng đặc sản, nó thuộc vào phân khúc cao cấp. Và trong cái quá trình mà khảo sát thị trường như thế thì là anh cảm nhận thấy là cái nhu cầu về thịt thương phẩm của con cày vảy mốc ngoài thị trường dường như nó rất là rộng lớn. Nên là anh đã quyết định là mình sẽ tìm hiểu những cái mô hình chăn nuôi. Nhưng mà trong cái quá trình mà tìm hiểu ấy thì là anh cảm nhận thấy là dường như là nó chỉ có những cái mô hình là chăn nuôi nhỏ lẻ và không chưa hề có một những cái mô hình chăn nuôi lớn nào. Nên là anh đã quyết định là mình chăn nuôi thí điểm cũng như là mở rộng. Và đến thời điểm hiện tại bây giờ thì anh đã phát triển được rất nhiều những cái mô hình cũng như là các trang trại vệ tinh của hợp tác xã anh trên khắp cả nước. Và đây là một mô hình chăn nuôi điển hình của hợp tác xã anh, hiện tại đang rất là thành công, có địa chỉ là tại Bắc Sơn, Tràng Bom, Đồng Nai. Và anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn với em là trong quá trình mà chăn nuôi cày mốc ấy, thì là nó sẽ có những cái ưu điểm gì và cái hiệu quả kinh tế nó đem lại cho quý bà con ấy, là dường như là nó có hiệu quả hay không. Sau những cái đợt dịch Covid vừa rồi thì gây nên những cuộc khủng hoảng kinh tế, thì cái mô hình chăn nuôi của hợp tác xã anh thì có bị ảnh hưởng nhiều không ạ? Thì là trong những cái đợt dịch Covid vừa rồi thì là nó dẫn đến những cái cuộc khủng hoảng kinh tế rất là trầm trọng ấy. Thì là dường như là trong những cái mô hình chăn nuôi truyền thống của Việt Nam mình thì dường như là rất nhiều bà con là cái hiệu quả kinh tế nó đem lại cho bà con là rất là thấp, thậm chí là rất nhiều bà con là phá sản. Nhưng mà dường như cái mô hình chăn nuôi con cày vảy mốc của hợp tác xã anh ấy thì là không bị ảnh hưởng nhiều, bởi vì là cái chi phí thức ăn để mà anh chăn nuôi con cày vảy mốc này nó rất là thấp. Khi mà những cái đợt dịch Covid ấy mà mình dường như anh không xuất bán được cho ra nhà hàng, cái tần suất mà mình xuất bán thì thương phẩm ra ngoài ở thị trường nó không được dày đặc như những lúc bình thường không có dịch. Nhưng mà bù lại khi mà anh chăn nuôi cày vảy mốc thì cái chi phí thức ăn hàng ngày nó rất là thấp, thậm chí là như bản thân anh, anh tận dụng được những nguồn đất nông nghiệp nên là anh chủ động được tất cả những cái nguồn hoa quả, cụ thể là như là quả chuối này, và ngoài ra là ổi, xoài, đu đủ thăng long. Và thậm chí là anh cũng phải chia sẻ với em là cái mô hình ở trong Đồng Nai này của anh thì những đợt dịch Covid ấy thì là rất nhiều những cái mô hình mà người ta trồng trọt, cụ thể là các loại hoa quả ấy, thì là dường như người ta cũng không xuất bán được nhiều, mà dường như nên là khi anh mua những cái nguồn thức ăn đấy thì dường như nó cũng rất là thấp,
thậm chí là anh mới vui thôi là anh cũng còn xin được những cái hoa quả đấy. Nên là khi anh trong cái đợt dịch mà anh chăn nuôi những cái chăn nuôi cái con cà bể mốc này ấy, thì là khi mà dường như là cái chi phí thức ăn của anh nó không lớn, nên là khi mà anh xuất bán ấy, thì cái lợi nhuận biên nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều đến cái mô hình chăn nuôi con cà bể mốc của hợp tác xã anh. Thì anh có thể chia sẻ thêm tới quý bà con là cái hiệu quả kinh tế mà cái con chuối mốc này khi mà xuất bán thương phẩm cũng là xuất bán con giống đem về cho hợp tác xã của anh được bao nhiêu được không ạ? Một cặp cà bể mốc mà đã thuần thục sinh sản rồi thì là một năm là bình quân là nó sinh sản là 2 lứa, dao động mỗi lứa đang đạt tỷ lệ là từ 5-6 con. Thì là khi mà bình quân là cứ mỗi một năm ấy, thì nó đem lại cho mình đang dao động là từ 10 cho đến 12 con. Thì là trong cái quá trình mà mình bà con chăn nuôi ấy, thì là dường như là cái tỷ lệ mà mình giữ lại nhân đàn tiếp là nó khoảng 40%. Còn ngoài ra mà những cái con mà nó được thừa này và những cái con mà cái mình không đủ những cái tiêu chuẩn mà để mình lựa chọn làm con giống ấy, thì mình sẽ nuôi và nuôi theo cái chế độ là mình nuôi thương phẩm. Thì trong cái quá trình như đối với hợp tác xã của anh ấy, thì là khi mà mình chăn nuôi, mình xuất bán thịt thương phẩm ấy, thì cái chi phí thức ăn hàng ngày nó đang dao động là từ 1.300 cho đến 1.500. Thì anh nuôi dao động là từ 10 đến 12 tháng khi mình xuất bán đi rồi, cái cân nặng đạt được trung bình là từ 7 cho đến 8 cân. Thì sau khi mà trừ tất cả những cái chi phí đi rồi thì là dường như là nó đem lại cho mình là đang dao động là từ 40 cho đến 45 triệu trên một cặp chuột bố mẹ. Và ngoài ra ấy, khi mà bà con là những cái con mà nó đã đạt chuẩn giống thì bà con là một ở nhân đàn. Và khi mà bà con đã nhân đàn đủ rồi thì có thể là mình cũng xuất bán những cái con giống đấy đến cho các bà con là muốn đầu tư chăn nuôi. Thì là dường như cái lợi nhuận biên nó đem lại là cao hơn khi mà mình xuất bán thịt thương phẩm. Vậy anh Dũng có thể chia sẻ cụ thể hơn tới quý bà con là khi mà một cặp chuồn sinh sản thì cái vòng đời của nó sinh sản khoảng bao nhiêu năm, cũng như là bao nhiêu lâu thì nó hết vòng đời đấy ạ? Ít nhất là một cặp cầy vầy mốc đã thuần thục sinh sản rồi thì là dường như cái chu kỳ để mà nó kết thúc cái vòng đời sinh sản ấy, thì ít nhất nó cũng phải dao động được khoảng 10 năm. Thì là bình quân là sẽ đạt được là khoảng là từ 22 cho đến 25 lứa. Thì là sau khi mà bà con đã trừ tất cả những cái chi phí đi rồi thì là dường như là một cặp cầy vầy mốc đã thuần thục sinh sản nó đem lại hiệu quả kinh tế cho hợp tác xã của anh đang dao động là từ 400 triệu cho đến 420 triệu. Đấy là mình đã trừ tất cả cái chi phí đi rồi. Vậy những cái con cầy vầy mốc khi mà nó đã hết vòng đời sinh sản thì bên hợp tác xã của mình xử lý như thế nào ạ? Khi mà những con cầy vầy mốc mà cái hiệu quả sinh sản của nó mà đã bị kém ấy thì là bên anh sẽ lọc ra, mình sẽ xuất bán thịt thương phẩm. Với cái hiệu quả kinh tế mà con chuối mốc đem lại tốt như thế thì có nhiều bà con quan tâm cũng như là muốn đầu tư vào chăn nuôi con chuối mốc này, thì anh có lời khuyên gì tới quý bà con không ạ? Thì là thực ra là anh cũng có một số những cái lời khuyên này đến quý bà con ấy. Là thứ nhất là bà con là muốn tìm hiểu cũng như là đầu tư chăn nuôi con cà phê mốc này thì là anh nên khuyên bà con là mình nên đến trực tiếp những cái mô hình chăn nuôi con cà phê mốc này đã thành công và những cái mô hình lớn. Thì là dường như những cái mô hình lớn đấy người ta sẽ là cung cấp cũng như là đáp ứng được những cái con cà phê mốc đạt chuẩn giống để cho là bà con là chăn nuôi, là nó sẽ hạn chế những cái rủi ro. Và thứ hai, những cái trang trại và cũng như là những cái mô hình hợp tác xã lớn người ta đã thành công rồi thì là người ta sẽ bàn giao lại tất cả những kỹ thuật chăn nuôi đến quý bà con. Thì là trong cái quá trình mà bà con chăn nuôi là mình sẽ giảm thiểu cũng như là không gặp nhiều khó khăn. Như kênh làm đầu cùng chuyên gia cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của quý bà con là khi mà bà con đã chăn nuôi thành công rồi thì cái đầu ra của mình như thế nào, thì tiện đây thì anh Dũng có thể chia sẻ tới quý bà con không ạ? Thì là như bản thân là hợp tác xã của anh ấy, cái thị trường về thịt thực phẩm con cầy vầy mốc ấy, bản thân hợp tác xã anh cũng chia sẻ rất thật là bên hợp tác xã anh cũng chỉ đủ cung cấp ra ngoài thị trường thịt thực phẩm cà phê mốc đang dao động là từ 10 cho đến 15%. Nên là dường như ấy, cái thị trường về thịt thực phẩm ấy, bản thân hợp tác xã anh cũng chưa đủ để cung cấp ra ngoài thị trường. Nên là khi mà bà con là muốn là đầu tư cũng như là chăn nuôi cà phê mốc này thì là dường như hợp tác xã của anh cụ thể là bọn anh có những cái hợp đồng bao tiêu đầu ra có thời hạn là từ 5 năm cho đến 10 năm. Thì cụ thể là cái giai đoạn mà 5 năm đầu tiên, hiện tại là bên hợp tác xã anh đã bao tiêu cho bà con là đang dao động là từ 1.8 triệu cho đến 2 triệu đồng trên một cân. Và ngoài ra mà khi hết 5 năm mà bà con là vẫn chưa tìm được đầu ra thì là bên hợp tác xã bọn anh cũng có ký kết lại và mình sẽ cùng thương lượng về giá của 5 năm tiếp theo. Nếu bà con nào mà đang quan tâm cũng như là muốn đầu tư vào con chuồn này thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Dũng qua số điện thoại hoặc đến trực tiếp tại trang trại của anh có địa chỉ tại tỉnh Đồng Nai ạ.